Hey you, bad business guy, Russia, Red China, and American, and you know, whoever you bad business guy. How many weapon left behind from World War I and World War II, and you guys set up war in my country, Great Kingdom. You guys send weapon go over there, and you set up. To make you make my people, the Vietnamese people, kill each other, and still, up to today, you guys still do some bad business in my country, and also around the world too. I tell you, this is the image of the Holy God, Jesus Christ, appear in the sky, warning you, all of you, bad business guy. How many soldiers you guys been killed? This is soldier. The Almighty God allow them appear in the sky, warning you before they destroy you. You see the dragon head right there? And this is the face of many soldiers. They die, but now they alive forever with the Holy God, Jesus Christ. I telling you, I've been warning you for many years now, but you guys didn't listen. So this time the Holy God Jesus Christ give me an order to tell you. This is your last chance to make peace with God. Because the Holy God Jesus Christ send million soldiers. They come in and they will destroy you from now on. Remember, from now on you better watch out because the million of spiritual soldier, they come in to destroy you. Remember that. You see that soldier? It's a dragon. This is no joke. Soldier. I tell you what. The Almighty God give you a chance to make peace with God. You all need to help me to deliver the wonderful message. Last warning from the Almighty God to all the brothers and sisters around the world to know as soon as possible. This is the most important work right now on the earth. There was no job, no work more important than this work. And the Almighty God, Jesus Christ, tell me to give you the last warning. And the last chance to make peace with God. And if you deny God's call this time, then you know which will come to you. You know, million of soldiers will come and get you. They know where you at and what you do. They see you, what you do, you don't see them. They will get you. Or Satan will get you. This is Satan appear in the sky. The Almighty God allow them to appear in the sky. So for you and me to compare, this is the face of Satan. This is Red China and North Korea. And this is Japan and this is Russia. And this is Red China trying to take over the ocean of Southeast Asia. And I tell you, World War III will happen and earthquake tsunami. What a wave, high mile up to the sky. I'm talking about billion people will be wiped out and many nations will be destroyed. And I tell you, Red China will be destroyed the most, and of course, North Korea and part of Russia and some side effect in Japan and this area. But the Great Kingdom will be safe because I am their king and they will listen to me soon because. They have no other choice, and they will be saved by the Holy God, Jesus Christ. Remember, of those countries obey the Holy God, Jesus Christ, this time, then they will be saved. Of those countries deny the Holy God, Jesus Christ, calling them this time, then Satan will come and get them. And also, earthquake, tsunami, water way high, might up to the sky.
and will destroy them. That is the movement of the universe. I tell you, this is no joke. And remember, whoever try to stop what I'm doing, then you will be destroyed. Before you come close to me, remember that. I am protected by the Holy God, Jesus Christ, and also I am protected by millions of soldiers. They do have the power. The Almighty God, Jesus Christ, give them the power to protect me and also to protect you too. If you work with me, help me to deliver this wonderful message from God to all the brothers and sisters around the world to know as soon as possible. Because we do have more than 7 billion brothers and sisters around the world need to know about this wonderful last warning from the Almighty God. And this is no joke. I tell you again, this is no joke. This is very serious. Remember that. This is Brother Jimmy, the prophet of God. I am the prophet of God. And also I am the king of my people, Gravy Kingdom. My people will recognize me soon. They need to and they help to. They have to. Kính thưa đồng bào quý mến, chúng ta đã dùng tất cả những phương thức phương pháp để góp phần cứu nguy Việt Nam chúng ta khỏi bọn Cộng sản và cũng như khỏi bọn tài phiệt quốc tế. Và chúng ta đã thất bại bởi vì quyền lực con người của chúng ta thì có giới hạn, mà quyền lực của bọn Cộng sản và bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, tài phiệt quốc tế thì chúng nó hung hãn như bọn quỷ sa tăng. Vì thế chúng ta đã thất bại với những phương thức do chính con người chúng ta nghĩ đến. Để rồi đến ngày hôm nay, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã xót thương và đã ban cho chúng ta tất cả những phép lạ, phương tiện vĩ đại cần thiết nhất để dẹp bỏ chế độ Cộng sản trên toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam. Và cũng như để đuổi bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, con buôn thế giới ra khỏi đất nước Việt chúng ta. Đồng bào hãy mau mắn đồng hành cùng chúng tôi để thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho người Việt Nam ở trong nước được biết gấp, và đồng thời thông báo cho cộng đồng thế giới được biết gấp, để rồi nhờ đó mà chúng ta sẽ được giải phóng một cách dứt khoát và mau mắn khỏi bọn Cộng sản và khỏi bọn tài phiệt tư bản xanh, tư bản đỏ. Một lần nữa, Thánh Gióng chúng tôi tường trình từ văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Những ai chưa làm bổn phận của mình thì đây là cơ hội cuối cùng để làm việc lập công chuộc tội, bởi vì Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều đã thờ ơ vô trách nhiệm, chưa làm bổn phận của mình đối với việc làm cứu Việt Nam chúng ta gấp. Đây là địa chỉ để liên lạc với chúng tôi. Check hoặc money order xin gửi về địa chỉ này thì chúng tôi sẽ nhận được. Hoặc những ai có nhà băng và muốn deposit directly thì đây là account của chúng ta. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần tường trình quan trọng này. Đồng bào thấy đây là hình ảnh Chúa Giêsu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ hiện ra trên mây để phụ trợ và chứng giám việc làm của chúng ta. Nghiêng về hướng này, chúng ta thấy bọn rồng sẵn sàng tiêu diệt bọn Cộng sản cũng như sẵn sàng tiêu diệt bọn tài phiệt quốc tế, bọn tư bản xanh, tư bản đỏ. Họ đang đối diện với Cha Trời Giêsu và cũng như họ đang đối diện với hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho nhân loại được sống. Không có một kẻ nào chạy khỏi quyền lực của Cha Trời Giêsu mà cũng như quyền lực của hàng triệu anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta được sống. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần tường trình quan trọng này. Mày thằng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, cũng như cái bọn Trung ương Chính trị Bộ Cộng sản siêu quy khuẩn ở Việt Nam, chúng mày làm được cái giống đách gì trong vòng bao nhiêu chục năm nay, tức là từ khi mà thằng Hồ Chí Minh nó rón rén về Việt Nam đó, nhận lệnh của bọn Nga Xô và Tàu Cộng để mà đổ vũ khí vào Việt Nam, rồi bắt người Việt Nam chúng ta giết lẫn nhau để cho chúng nó, cái đám thiểu số mà
tại việc buôn bán vũ khí của bọn cộng sản làm giàu đó, để mà làm ăn undertable với bọn tài phiệt quốc tế, tức là bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, chúng bay như nhau. Thì từ hồi đó giờ chúng bay đâu làm được cái giống đất gì ích lợi cho dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và cho cả cộng đồng thế giới nói chung. Thì giờ hôm nay, ngày hôm nay ta nói cho chúng bay biết, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2014. Người ta cảnh báo cho chúng bay lâu rồi, thành ra ngày hôm nay ta nhờ một số anh linh, anh hùng chiến sĩ hai miền Nam Bắc Việt Nam, tức là những người này hy sinh và bây giờ thì giờ đây những người này được Thượng Đế cho tỏ hiện ra để phụ giúp ta làm việc cứu Việt Nam và đồng thời góp phần cứu nguyên nhân loại. Thành ra ta nhờ những anh hùng chiến sĩ này để mà trừng trị chúng bay, tức là sẽ giải quyết cái vấn đề, bởi vì chúng bay đã quá trễ nải và chúng bay đã quá u lì bê trễ và hỗn xược sất láo, coi thường lệnh của Thượng Đế và của ông bà tổ tiên mình và của hàng triệu triệu sinh linh linh hồn anh hùng chiến sĩ từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam, của tất cả các cuộc chiến nhập lại, để nhất để nhị thế chiến và Triều Tiên rồi Việt Nam vân vân, những anh hùng chiến sĩ này hiện ra để phụ trợ ta làm việc. Bây giờ ta nhờ những anh hùng chiến sĩ này xử chúng bay. Chúng bay bây giờ phải cẩn trọng, mau mắn nghe lời ta dạy bảo bấy lâu nay, chấp hành gấp, tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta làm việc cùng đồng bào. Bằng ngược lại, chúng bay từ từ sẽ bị hàng triệu 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 linh hồn của những anh hùng chiến sĩ sẽ xử chúng bay và sẽ bắt chúng bay. Linh hồn chúng bay sẽ bị nhốt chung với thằng ác hồn quỷ rô xanh Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, hoặc là chúng bay sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan. Đây, bọn quỷ Satan đây hiện ra rõ ràng đây. Hoặc là linh hồn chúng bay sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay, ta không còn thời giờ cho chúng bay nữa. Đây là lệnh của Thượng Đế bảo ta giải quyết gấp rút, bởi vì ta đã đông đưa chờ đợi chúng bay sám hối lâu quá mà chúng bay không làm, thì giờ đây thì Thượng Đế ra lệnh ta phải làm, phải xử chúng bay, chứ ta không được trễ nải nữa. Thành ra chúng bay hãy cẩn trọng, chúng bay có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào kể từ ngày hôm nay. Nhớ những gì ta vừa chắc nhắc nhở, các ngươi hãy mau mắn lập công chuộc tội, làm theo những điều ta dạy bảo và ta đã nhắn nhủ rồi. Các ngươi tự giải quyết, các ngươi cần biết, các ngươi cần phải làm gì. Ta chính đây, y sư Thánh Giống, y sư Trần Quang Đại, tức là Phù Đổng Thiên Vương tái thế đó, ta là Minh Vương Việt Nam. Ta nói rồi, chúng bay nghe lời ta thì ta sẽ van xin đồng bào tha tội cho chúng bay. Mà ngược lại, chúng bay sẽ bị hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ bắt nhốt chúng bay và tiêu diệt chúng bay. Đời này và nhiều đời sau này thì ráng chịu. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay. Cơ hội cuối cùng cho chúng bay lập công chuộc tội. You must turn yourself to the holy God Jesus Christ to be saved. Remember that. World War III will happen soon. Many nations will be sinking in the ocean. All those nations obey God's order will be saved. Remember that. All leaders around the world, you need to contact me as soon as possible to receive the new message
from the Almighty God telling me to give to you. And you need to respectfully, when you contact me, remember what I just said. Your time is running out. Leader around the world, your time is running out. The Almighty God, Jesus Christ, appear the last warning to our nation. You must take it serious. Now, do not delay anymore. Đồng bào Việt Nam chúng ta đó cần phải để ý, ở đây là hai hình ảnh vô cùng đặc biệt và linh thiêng và huyền nhiệm và thật là vĩ đại, là bởi vì đây là khuôn mặt của Thiên Chúa Giêsu đã hiện ra trên mây và khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra trên mây để phù trợ chúng ta làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta, và đồng thời góp phần làm việc cứu nguy nhân loại. Đặc biệt chúng ta để ý vô kỹ, chúng ta thấy ánh mắt của Cha Trời Giêsu, Ngài nói chuyện với chúng ta, Ngài biết hiện tại, quá khứ và tương lai của mỗi chúng ta. Đây là ánh mắt của Ngài. Và khuôn mặt này đã bị đánh đập tàn nhẫn trước khi nhân loại đóng đinh Ngài vào thập giá. Và Ngài đã sống lại, và đến ngày hôm nay, Ngài chính là Thượng Đế Toàn Năng, bởi vì sau khi Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng trao tất cả quyền năng trên trời dưới đất cho Ngài, thì từ giây phút đó Ngài là Thượng Đế. Cách nay khoảng 2.000 năm về trước, sau khi Ngài sống lại, Ngài về trời, thì cái thời điểm đó là lúc mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã trao tất cả quyền năng trên trời dưới đất cho Ngài. Và bên đây là khuôn mặt những anh hùng chiến sĩ trận vong mà Cha Trời Giêsu đã cho tỏ hiện ra. Bởi vì khi chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu. Và bên đây nữa, chúng ta để ý sai về hướng này đó, chúng ta thấy một ông rồng vĩ đại đang phun lửa để tiêu diệt quỷ dữ, cũng như là tiêu diệt bọn cộng sản, cũng như để tiêu diệt bọn tài phiệt, con buôn thế giới gây chiến tranh để làm giàu. Thì những cái bọn đó sẽ bị hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong tiêu diệt họ. Đồng bào hãy để ý cái phần này rất là quan trọng. Xây hướng này là cái hình màu xanh Cha Trời. Thì chúng tôi, tức là chúng ta phải có hình màu gốc thì chúng ta mới có thể làm hình đậm hoặc lợt. Thì đồng bào hãy vào trang website của chúng ta để học hỏi về những phép lạ này, và đồng thời phụ giúp tôi phương tiện để làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta. Kính thưa đồng bào, tôi là Y sư Thánh Giống tái thế để làm việc phụ giúp đồng bào cứu quê hương Việt Nam chúng ta. Vì thế đồng bào hãy mau mắn làm bổn phận của mình. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, những ai chưa làm bổn phận của mình phụ giúp Thánh Giống làm việc cứu Việt Nam thì hãy mau mắn, đừng có chần chờ nữa. Vì đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta lập công chuộc tội. Chúng ta đã quá trễ nải. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, cá mò, cá mè một lứa đó, rất là nhục nhã. Nhớ những gì Thánh Giống vừa nhắc nhở, đây là Minh Vương Việt Nam thưa chuyện cùng đồng bào. Những ai thắc mắc gì thì cứ vào trang website của chúng ta, Chính phủ Việt Nam Công Bình Bác Ái trên YouTube, hoặc là vào bất cứ trang internet nào, đánh vào chữ Last Warning to All Nation thì sẽ biết Thánh Giống tái thế đang ở đâu và là ai. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào.
nhất là những người ở Việt Nam chúng ta, đồng bào đang khoác khoải chờ đợi. Chứ còn cái đám Việt Cộng, Việt Giang và Việt Kiều thì thôi, đa số là quăng như thùng rác, rất là thờ ơ, vô trách nhiệm đối với lời mời gọi của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra, cùng ông bà tổ tiên mình hiện ra kêu gọi trên dưới kể như gần 5 năm nay. Thế mà hầu hết cái đám Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều tiếp tục thờ ơ, vô trách nhiệm, tiếp tục làm những việc quấy phá tan đất nước Việt chúng ta hết. Thật là nhục nhã, hãy chấm dứt đi. Nặng hơi mỏi cổ cổ với cái bọn này quá, mệt quá. Tổ tiên Việt Nam chúng ta quá mệt mỏi với cái bọn này, cái bọn Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, cá mè một lứa, đa số là như thế. Chỉ có một thiểu số là thức tỉnh thôi, chứ còn đa số cái đám này là cái đám cá mè một lứa. Nhục nhã gì đâu á. Chấm dứt đi. Sau đây là phần cảnh báo vô cùng quan trọng cho Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và đương nhiên cho Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng. Các người mau mắn họp Trung ương Đảng Cộng sản gấp và quyết định trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta, Minh Vương Việt Nam, đại diện chính phủ Việt Nam công bình bác ái, thiện lành, nhân bản. Và nếu các người trễ nải, thì các người có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào bởi hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong có đầy quyền năng. Đây là những anh hùng chiến sĩ trận vong từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam, đã hy sinh cho chúng ta được sống. Và những anh hùng chiến sĩ này có đầy đủ quyền năng để tiêu diệt các người và cũng như tiêu diệt gia đình các người. Vì đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đầy quyền năng đã được cha trời Giê-xu cho tỏ hiện ra để cảnh báo cho các người được biết gấp. Và sẽ dĩ tại sao những anh hùng chiến sĩ này sẵn sàng tiêu diệt các người là bởi vì các người không xứng đáng được sống. Nếu các người vẫn tiếp tục cố chấp kiêu ngạo, không nghe lời ta khuyên bảo và ra lệnh, thì các người sẽ bị tiêu diệt bởi vì cha trời Giê-xu và hàng triệu linh hồn chiến sĩ trận vong không muốn các người tiếp tục phạm tội để sau này linh hồn các người bị đày đọa nhiều ngàn năm kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đó là lý do tại sao các người có thể bị tiêu diệt kể từ ngày hôm nay, nếu các người vẫn cố chấp kiêu ngạo, không nghe lời ta ra lệnh. Đây là ông bà tổ tiên chúng ta đã hiện ra để cảnh báo cho các người. Đây là ông rồng bà phụng, ông tổ bà tổ Việt Nam chúng ta đã hiện ra. Các người nhớ những gì mà ta vừa cảnh báo, bởi vì thời gian của các người hết rồi. Các người trễ nải, không nghe lời ta khuyên bảo, thì các người sẽ bị tiêu diệt bởi hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ tiêu diệt các ngươi. Đây là anh hùng chiến sĩ trận vong, và đây là cha trời Giê-xu, và đây là ông bà tổ tiên chúng ta, ta làm hình màu đậm hơn, và đây là khuôn mặt cha trời Giê-xu, ta làm hình màu đậm hơn, còn đây là khuôn mặt cha trời Giê-xu, còn đây là anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng tiêu diệt các ngươi bất cứ lúc nào. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng, và các người không được phép chậm trễ nữa, bởi vì các người có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào kể từ ngày hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2014. Linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong, hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng tiêu diệt các người bất cứ lúc nào. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay. Đây, một ông rồng vĩ đại ở thế giới siêu nhiên sẵn sàng tiêu diệt các ngươi. Và đây là quốc kỳ nước Vương Đạo Đại Việt, tức là quốc kỳ nước Việt Nam
công bình, bác ái, thiên lành, nhân bản. Ta cho các người coi luôn, và cho đồng bào Việt Nam chúng ta coi luôn. Đây là quốc kỳ của nước Việt chúng ta. Hình ảnh này, hoặc là hình ảnh này đây, tùy đồng bào quyết định. Hình ảnh này, sư tử cha bảo vệ sư tử con, sách khải quyền của cha trời thượng đế toàn năng có nói về phần này. Hình ảnh này đã được hiện ra. Hoặc là hình ảnh này, chính phủ Việt Nam công bình bác ái đã thành lập, và chúng ta dùng hình ảnh này là quốc kỳ của nước Việt công bình bác ái. Hoặc là hình ảnh này, đồng bào quyết định đi, hình nào cũng được, một trong hai hình này. Một lần nữa, đồng bào mau mắn làm bổn phận của mình, nghe lời tôi khuyên bảo, đồng hành với tôi làm việc cứu nguy Việt Nam gấp, và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại. Bởi vì chúng ta đã quá trễ nải và chúng ta không được phép trễ nải nữa. Đây là trang website để vào học hỏi và chấp hành gấp, bởi vì chúng ta không được phép trễ nải nữa. Đồng bào đã quá trễ nải, điều đó không thể tiếp tục xảy ra. Và đây là cao của chúng ta, những ai sẵn sàng thì hãy deposit tiền vào cao của chúng ta để phụ giúp chính phủ Việt Nam công bình bác ái làm việc gấp. Hoặc là những ai muốn gửi check hoặc money order thì đây là địa chỉ để cho đồng bào gửi check hoặc money order. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều hãy mau mắn lập công chuộc tội gấp, bởi vì chúng ta đã quá trễ nải. Đây là thông báo khẩn cấp từ Văn phòng Chính phủ Việt Nam công bình bác ái, và đồng thời từ Văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Tôi chính đây y sư Thánh Giống Phú Động Thiên Vương tại thế Vương Đạo Đại Việt, phân lĩnh cha trời thượng đế toàn năng làm việc bấy lâu nay. Kính thưa đồng bào quý mến, cha trời Giêsu và ông bà tổ tiên chúng ta, ông rồng bà phụng đã hiện ra trên mây kêu gọi người Việt Nam chúng ta mau mắn sám hối, đồng thời làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Đương nhiên, đồng thời làm việc cứu nguy Việt Nam gấp. Đây là khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra trên mây, hình màu gốc. Và đây là linh hồn của những hàng triệu anh linh, anh hùng chiến sĩ hiện ra trên mây để phụ trợ chúng ta làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta gấp. Linh hồn chiến sĩ, hàng triệu linh hồn chiến sĩ hiện ra phụ trợ chúng ta. Và đây là gia đình quốc gia Việt Nam công bình bác ái, thiên lành nhân bản đã hiện ra trên mây. Và đây có thể là quốc kỳ nước Việt Nam công bình bác ái của chúng ta. Hoặc là hình ảnh này, ông bà tổ tiên chúng ta, ông rồng bà phụng. Hoặc là hình ảnh sư tử cha bảo vệ sư tử con, về sách khải quyền có nói về phần này. Tôi là Minh Vương Việt Nam, vì thế cha trời thượng đế toàn năng cùng bà tổ tiên chúng ta hiện ra để bảo đảm việc làm của chúng ta. Vì thế đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn. Những ai chưa lập công chuộc tội thì đây là cơ hội tốt nhất. Đồng bào may mắn, mau mắn
gửi check hoặc money order về địa chỉ này để phụ giúp tôi làm việc cứu nguy Việt Nam gấp. Đây là văn phòng chính phủ Việt Nam Công Bình Bác Ái và đồng thời là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào đã theo dõi phần tường trình khẩn cấp quan trọng này. Nhớ là bổn phận của mình, gấp không được phép chậm trễ nữa. Thành thật cảm ơn. Tôi chính đây y sư Thánh Giống tại thế. Vì thế đồng bào hãy vững tin. Chúng ta cần copy 12 phép lạ vĩ đại này, rồi chúng ta cùng nhau ra đường cầu nguyện từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc, cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới có người Việt Nam, thì chúng ta cứ làm như thế. Khi chúng ta ôm những phép lạ vĩ đại này ra đường cầu nguyện, thì Trung Cộng sẽ bó tay và sẽ rút lui và sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa. Và nhớ chúng ta cần làm nhịp nhàng ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào có người Việt Nam ở khắp quả địa cầu này, hãy làm như thế. Hẹn điểm, hẹn thời giờ, cùng nhau nhịp nhàng làm như thế, cùng lúc thông báo cho các đài truyền thông, truyền hình, báo chí trên khắp thế giới được biết, thì chúng ta sẽ lấy lại danh dự và hòa bình của đất nước chúng ta một cách nhanh chóng, và cả cộng đồng thế giới sẽ quý mến và kính nể chúng ta nhờ 12 phép lạ này. Và đương nhiên từ đó họ sẽ không dám làm phiền. You must turn yourself to the Holy God Jesus Christ to be saved. Remember that. World War III will happen soon. Many nations will be sinking in the ocean. All those nations obey God's order will be saved. Remember that. All leaders around the world, you need to contact me as soon as possible to receive the new message from the Almighty God telling me to give to you. And you need to respectfully, when you contact me, remember what I just said. Your time is running out. Leader around the world, your time is running out. The Almighty God, Jesus Christ, appear. The last warning to our nation. You must take it serious. Now, do not delay anymore.